trẻ phải trải qua. Nhưng mà Hà cũng biết đấy, các cụ có câu là cái khó thì ló cái khôn, chính là để nhắc nhở chúng ta rằng thử thách đôi khi cũng chính là cơ hội để chúng ta cố gắng hơn nữa, vươn tới thành công. Và điều mà Lâm vừa nói khiến cho tôi nghĩ đến một trường hợp rất đặc biệt. Ở tuổi 22, dù trải qua rất nhiều biến động, nhưng chàng trai này vẫn vượt qua được tất cả để trở thành một giám đốc tài chính rất trẻ. Chúng ta sẽ cùng được biết về anh từ cuộc trò chuyện ngay sau đây. Sốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Mẹ tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác, chưa bao giờ tôi sợ và hoảng loạn như vậy. Khi mẹ ra đi, không còn người chở che, tôi phải bắt đầu những ngày tháng tự lập đầu tiên của mình. Xin chào Tuấn, cảm ơn bạn đã dành thời gian tham dự cuộc trao đổi với VTV6 Thư viện Cuộc Sống. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn đó là bạn đã từng chia sẻ với tôi rằng để thành công thì con người ta phải không ngừng cố gắng, nỗ lực và vươn lên. Và không có một điều kỳ diệu nào tự dưng xảy ra trong cuộc đời của mình cả. Muốn điều kỳ diệu xảy ra thì hãy đừng chần chừ và hành động ngay. Vậy thì điều kỳ diệu nào đã xảy đến trong cuộc đời của bạn? Trước khi mẹ tôi mất thì mẹ tôi có nhìn tôi và nói rằng Tuấn ơi, mẹ sợ là mẹ gia đình mình không có đủ tiền cho con đi học. Từ đó thì tôi quyết tâm rằng là mình sẽ phải cố gắng vươn lên và mình sẽ phải tự lập. Tôi chọn công việc đầu tiên của tôi là làm ở kho gạo. Công việc của tôi hồi đấy là phải bê vác những bao gạo 70 cân, 30 cân xếp vào trong kho hàng và đặt nó lên một cái chiếc xe bao ép nhè hồi đó và đi chở hàng cho khách. Đó là hình ảnh mà tôi quyết định phải thay đổi cuộc đời của mình. Và từ đó đến bây giờ với một số lương lúc đó là 1,5 triệu, đến hiện tại bây giờ tôi được làm việc ở vị trí giám đốc tài chính cho công ty Chí Nghiệp An Bình. Với mức lương khởi điểm và thu nhập hàng tháng của tôi rồi lương xấp xỉ khoảng tầm 15 triệu đồng. Tôi cảm giác đó một điều kỳ diệu trong cuộc sống. Câu hỏi thứ hai dành cho bạn đó là khi người ta thất bại thì người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho những chuyện xảy ra xung quanh mình. Và tôi biết là Tuấn thì đã từng thất bại không dưới một lần. Vậy thì bạn gọi tên như thế nào về câu chuyện mang tên thất bại? Bài học tôi học được là phải chịu 100% trách nhiệm về mình. Khi tôi thất bại lúc đó thì tôi cứ mải mê đổ lỗi cho khâu này, khâu kia. Tôi đổ lỗi vì địa thế trong cửa hàng của tôi không đẹp. Tôi đổ lỗi vì bạn bè của tôi làm việc không hết sức. Nhưng thật ra thì người có lỗi và người phải chịu trách nhiệm là tôi, bởi vì cửa hàng đó mang tên tôi. Và cửa hàng đó là cơ sở kinh doanh của tôi. Các bạn nhìn một câu chuyện về thành công, nếu như một tấm thảm, nếu các bạn nhìn mặt trước của tấm thảm nó rất đẹp. Nhưng bạn nếu bạn muốn biết được con đường khi chúng ta có thể tạo lên một tấm thảm đó thì hãy lật mặt sau của nó lên. Thất bại nó không có gì đáng sợ cả. Và thất bại là một điều gì đó cần phải có trên con đường để thành công. Sách cũng như hiện giờ bạn đang giữ vị trí là giám đốc tài chính của công ty An Bình. Vậy thì bạn suy nghĩ như thế nào về vị trí cũng như là cách thức phát triển các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa khi phải đối diện với rất là nhiều những cái sự phát triển ồ ạt của các doanh nghiệp nước ngoài trong nước ta? Nhà nước hỗ trợ rất nhiều với doanh nghiệp trong nước, phát triển của các doanh nghiệp ở trong nước của chúng ta thì nó sẽ dễ dàng hơn những doanh nghiệp nước ngoài vào trong địa bàn của chúng ta, bởi vì chúng ta có sự ưu tiên hơn. Điều thứ hai là bởi vì chúng ta là người Việt, chúng ta hiểu được tâm lý của người tiêu dùng người tại Việt Nam, chúng ta hiểu được những cái văn hóa, những cái nét truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vậy nên đó là một cái lợi thế lớn của doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác được. Các bạn thân mến, cùng với nhiều hoạt động ủng hộ